Baby bus. Tớ soạn họ thế nào nhé. Ơ, ai đã làm vậy? Ơ, cây dưa leo bé. Không, tớ không phải là một cây dưa leo bình thường. Tớ là một cây dưa leo ống phun. Ơ, dưa leo ống phun sao? Hãy tránh ra đi. Nhưng chúng tớ cũng muốn chơi ở đây. Hãy để tớ đưa bạn đến một nơi khác. Cố gắng giúp Qua kéo cây dưa leo ống phun đi. Ôi, đây là gì? Đây là những hạt giống quý giá của tớ. Hãy tìm những cây dưa leo ống phun. Ơi, bạn đã tìm thấy cả dưa leo ống phun. Dưa leo ống phun. Bùng, bùng, bùng. Bắt đầu khi bạn chạm vào nó. Vui quá. Thật tuyệt vời phải không? Những hạt tớ phun ra sẽ mọc thành nhiều cây dưa leo ống phun. Qua xấu xa. Này, Qua để bắn hạt dưa leo. Kéo Qua để bắn hạt dưa leo. Ôi. Qua. Nhìn kìa, hạt giống đã mọc thành những dưa leo ống phun nhỏ rồi. Nhanh lên, phát nổ ngay đi. Phát nổ. Tại sao bạn không phát nổ? Chúng tớ vẫn còn. Tất nhiên là chúng tớ sẽ không phát nổ. Hãy xem chuyện gì đang xảy ra. Kéo hình ảnh vào đúng vị trí. Nước trong trái cây. Quả dưa leo ống phun nhỏ chỉ có một ít nước và không khí ở bên trong. Có các bộ phận vào quả dưa leo ống phun. Nước. Phân bón. Ánh nắng mặt trời. Khi càng có nhiều nước, áp lực bên trong quả dưa sẽ càng tăng lên. Dưa leo ống phun chỉ phun ra rất nhiều hạt. Wow, quả dưa leo ống phun thật tuyệt vời. Nó phát nổ khi bạn chạm vào nó. Chúng ta có độc. Có độc. Nhanh lên, hãy giúp họ rửa sạch. Đừng quên là các bạn đã ăn dưa leo ống phun rồi đấy. Đau bụng quá.
Chúng tôi sẽ không làm như vậy nữa đâu. Chúng tôi sẽ không làm như vậy. Trang trại đang lộn xộn quá. Các bạn nhỏ ơi, hãy đến xây dựng một trang trại xinh đẹp nào. Có rất nhiều cỏ dại mà bạn không thể trồng lên. Trước tiên hãy dọn cỏ đã và loại bỏ những thân cây chết. Tuyệt vời, hãy cùng trồng trọt thôi. Hãy gieo hạt dưa leo ống phun. Và bạn sẽ nhận được một món quà bí ẩn. Tớ muốn nó, tớ muốn nó. Tìm thấy rồi. Hãy trả lời đúng để mở hòm kho báu. Quả dưa leo ống phun sẽ phun ra thứ gì? Nước uống. Hạt keo. Đúng rồi. Quả dưa leo ống phun sẽ phun ra hạt của nó. Và những hạt giống sẽ phát triển thành những cây dưa leo ống phun con. Chúc mừng, bạn đã có một mảnh ghép. Tiếp tục nào. Tìm thấy rồi. Tại sao dưa leo phun chín lại phát nổ? Vì nó là một quả bom. Bởi vì nó muốn đi vệ sinh. Vì trong bụng nó có quá nhiều nước. Đúng rồi. Khi bụng nó ngày càng có nhiều nước, áp sẽ tăng lên. Chỉ cần chạm vào, nước ở trong mang theo tất cả các hạt sẽ bị phun ra ngoài. Chúc mừng, bạn đã có một mảnh ghép. Tiếp tục nào. Tìm thấy rồi. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn phải dưa leo ống phun? Bạn sẽ trở thành một quả dưa leo ống phun khổng lồ. Bạn sẽ thấy nó ngon. Bạn sẽ bị ngộ độc. Đúng rồi. Dưa leo ống phun có độc và bạn có thể bị tiêu chảy nếu ăn phải chúng. Da của bạn có thể bị đỏ và ngứa khi chạm vào nước bên trong của chúng. Vì vậy, tốt nhất bạn nên cẩn thận. Tuyệt vời, bạn đã có tất cả các mảnh ghép. Hãy ghép các mảnh lại với nhau. Đó là búp bê dưa leo ống phun. Cuộc săn kho báu đã kết thúc. Hẹn gặp lại lần sau. Quạc quạc quạc.